Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái cách mà mình phá treo trên móng bột sao cho nó nhanh nhất nha. Mình quay thật chậm để các bạn thấy rõ hơn. Mình bắt đầu từ phần chính giữa của móng. Mình để đầu dũa lên trên bề mặt móng, đi dũa từ bên phải qua bên trái. Phạm vi di chuyển của đầu dũa càng rộng càng tốt, để mình có thể phá được nhiều nước sơn treo hơn. Những phần nước sơn treo còn sót lại hai bên móng thì mình có thể dùng đầu dũa đi từ trên xuống dưới một cách dứt khoát và gọn gàng. Trong quá trình này thì mình có thể lật tay của khách sang bên phải và sang bên trái để mình có thể thấy rõ hơn mà dũa cho nó sạch cũng như là không cắt tay của khách. Tương tự các móng kế tiếp thì mình cũng làm giống như vậy. Các bạn thấy là cái đầu dũa của mình nằm hoàn toàn trên mặt móng, không có bị hở luôn. Như vậy khi mà mình đi, cái đầu dũa nó sẽ không bị tưng trên móng cũng như là không bị vấp, giúp cho cái đường đi của đầu dũa mình mịn màng hơn, để cho mình dễ xử lý những cái trường hợp là móng bị hở hay là bị bể. Trong cái quá trình này, nếu như mà móng bột của khách bị hở thì mình có thể dùng luôn cả cái đầu đồng này để mà mình cắt bỏ những cái phần hở đó. Cách sử dụng đầu đồng để mà cắt phá đi những cái phần bột bị hở trên móng mang lại hai lợi điểm. Thứ nhất là cái đường cắt của đầu đồng rất là sắc bén, cho nên sẽ không để lại những cái lằn trắng do bột bị hở để lại. Thứ hai là sẽ không làm cho khách bị nóng tay. Bởi vì khi mà mình dùng cái đầu nhám để mà mình phá cái bột bị hở trên móng tay khách á, sẽ tốn nhiều thời gian hơn và làm cho khách dễ bị nóng tay hơn. Đối với bản thân mình, đây chính là cái cách phá nước sơn treo ở trên móng bột nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Hy vọng rằng cái video clip này có thể giúp ích được cho một số anh chị em mới bước vào nghề. Xin thưa ở đây rằng mình chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân, chứ mình không dám dùng từ hướng dẫn hay là dạy. Còn đối với những cái anh chị em chuyên nghiệp thì mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Nếu có cái cơ hội mà anh chị em xem cái video clip này thì coi như là xem cho vui nha. Còn bây giờ thì xin mời các bạn xem tiếp phần còn lại với tốc độ bình thường. Chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên.